Chi có mơ ước sau này con làm học làm nghề gì không con? Con ước được làm cô giáo. Ồ, làm cô giáo. Con muốn dạy lứa tuổi nào? Ồ, học sinh cấp 1. Ồ, sao lại hay vậy? Con lại thích dạy học sinh cấp 1. Tại vì con thấy ở cái lứa tuổi ấy kiểu nó dễ bảo với cả là tiếp thu nhanh với cả là tầm đấy là cái nó phát triển trí thông minh hơn. Ồ. Đường ở đây đang bắt đầu mới làm này. À, đang. Bữa trước mình lên mưa em nhỉ? Vâng. Trên này thời gian này trên Hà Giang mưa nhiều lắm. Ừ, bên toàn bộ miền Bắc mưa ấy, chứ không phải là Hà Giang đâu. Năm ngoái anh lên đây đến lúc đấy mùa đấy là có phải mùa lúa không nhỉ? Cuối năm. À, gần Tết đúng không? Lúc đấy là cũng thu hoạch rồi. Gần Tết hay sau Tết nhỉ? Cũng gặt lúa rồi. Trước Tết anh ạ. Trước Tết đúng không? Trước Tết. Trước Tết Nguyên Đán. Đường giờ trơn lắm, xã họ đang. Rồi các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Đến đây thì đường khó đi quá rồi. Giới thiệu các bạn, đây là Dư, một trong những bạn ngày nay đồng hành cùng A Pháo. Đó. Anh em A Pháo và Dư ngày nay tiếp tục đi thăm một trường hợp mà trước đấy nữa, năm 2023 thì A Pháo thăm các bạn. Và nay thì chúng ta quay lại với bé Ân, thiếu máu huyết tán các bạn nhé. Đường đi thì hơi khó khăn một chút. Lầy lội vào một con xe trước mắt mình đang thấy là dường như là đang ý ạch rồi. Kia nó đang, xe đang bị nún cát rồi. Đang chở cát vào để xã xin được tiền để làm con đường này cho. Trong này cũng ít hộ dân thôi. Con đường này chắc được khoảng tầm 7-8 hộ. Mình đến nhà của anh Thủy rồi các bạn. Ngôi nhà mà thời điểm trước mà mình với Dư cũng vào. À, ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy nó hơi thiếu cái sự chăm sóc. Hay là mình đi nhiều quá anh? À, nhà mình ngày trước là mình có nói với các bạn là mình cũng đang bán lúc đi điều trị bệnh cho con. À. Thì bây giờ thì đến thời hạn đến trả nhà, tức là trả đất cho người ta, thì mình sẽ dọn dẹp đồ đạc của mình đi và trả lại nhà cho người ta và đất đai cho người ta. À, anh không ở đây nữa. Vâng. Thế bây giờ mình ở đâu ạ? Bây giờ mình đang ở tạm nhà bà, nhà mẹ mình. À, ông bà nội đấy. Vâng. À, rồi rồi. Thế thì xong nữa thì anh ở đâu? À, mình cũng được bên lãnh đạo xã cũng như là anh em bạn bè bên nhà ngoại, nhà nội hỗ trợ, rồi là mình cố gắng, mình đang làm một căn nhà nhỏ nhỏ ở cũng cách đây khoảng độ vài trăm mét nữa. À, tức là cái ngôi nhà đầu đường hôm trước mình vào là Dư nhỉ, đang làm ấy à? Vâng. À, rồi rồi. Vậy thì hôm nay anh tới để thăm lại gia đình và thêm hai các bé nữa. Được. Thì chắc là các bạn ở nhà rồi đúng không? Có, bây giờ đang ở dưới nhà bà, dưới bà nội ạ. Thực tế là A Pháo đã gọi điện cho anh Thủy rồi các bạn, và thế nên là anh cũng có cái sự chuẩn bị. Thôi thì ta sang nhà bà và thăm lại các bé các bạn nhé. Bà nội à? Năm nay bao tuổi rồi anh? Mẹ em năm nay 61 ạ. 61? Rồi. 61 tuổi. Cái thời điểm mà các anh vào đây thì cũng là thời điểm con em ở trong Huế, mà em chú em lúc đấy đang nằm viện ở Bạch Mai. Nhưng cũng chú cũng không qua khỏi, về thì cũng trong tháng 11 thì chú vừa mất. Em trai anh nhá. Vâng. Ồ, xin chia buồn gia đình. Bệnh gì ấy anh? Ngày trước chú ấy đi làm bên công ty quặng ở bên Bình Vàng, thì chắc là ngày đấy làm việc nên thiếu đồ bảo hộ, nên việc kiểm tra đầu tiên là máu nhiễm trì. À. Hai nữa là bệnh kèm nữa là bệnh sơ gan. Nhiễm trì. Ừ, thế là làm cho môi trường hóa chất. Từ xa thì mình đã nhìn thấy bé rồi. Chú chào con. Con chào chú. Ừ, bạn Chi nhỉ? Chi. À, con đang làm gì đấy? Con
rửa bát chú ạ. À, có nhớ chú không? Có. À, chú gì nhỉ? Ồ, rồi rồi, bạn Chi rất giỏi, vẫn nhớ mình. Cảm ơn con. Con nhớ chú này không? Rồi, có ạ. Chú gì? Ờ, ok. Thế là bạn đang làm gì? Cháu đang rửa bát ạ. Ồ, rồi rồi rồi, rửa bát xong vào nói chuyện một chút nhá. Ồ, hôm nay chú quay về chú thăm lại gia đình mình. Còn nè, ngày trước là có nước, bây giờ không còn nữa đúng không? Cái nước này nhà mình này là nước khác rồi hả? Hay là nước nguồn? À, thế đang có giếng à? Tôi mời anh em vào trong nhà. Ừ, trời ơi. Con chào bà. Là lập cọ hết đấy. Vâng. Chỉ bên mái này là ngoài. Ồ, thế ngoài gần thôi đúng không? Lập cọ. À, đây là bà chị với cả cháu trong nhà đây. Ồ, chào chào vợ anh Thủy nhá. Ồ, rồi rồi, chúng ta đó chính là bạn Ân các bạn ạ. Hôm trước thì bạn đang điều trị ở Huế, không gặp. Con chào bà. Vâng. Dạ dạ. Chào cháu nhá. À, chào chị. Chú chào bé nhá. Vâng, con chào các chú nhỉ. Con chào các chú các bác đi nhỉ. Con chào các chú nhá. Ồ, đây là bạn Ân. Vâng. Là bạn mà bữa trước mình đề cập tới, bạn thì bé lớn, bé Chi vừa đang rửa bát đấy các bạn. Đó là thiếu máu huyết tán, tháng nào cũng đi truyền máu ở bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Giang. À, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang. Và bạn này là bạn Ân, hàng tháng vẫn phải đi bệnh viện Trung ương Huế à chị? Không, đi bệnh viện Nhi Trung ương. À, bệnh viện Nhi Trung ương. Thì trước bạn... các đến thăm thì cháu không ở nhà, cháu đang điều trị ở trong Huế. Ừ. Bạn này là bị ca các bạn ạ, xong nữa xong điều trị bằng tế bào gốc. Con nhìn chú xem. Con nhìn chú đi. Chú mặc áo màu gì nhỉ? Chú mặc áo màu gì? Ồ, đang sợ. Con thi học kỳ xong chưa chị? Con thi xong rồi chú ạ. Thế à? Vẫn là học sinh xuất sắc chứ? Chưa biết, chưa đi tổng kết chú ạ. Ồ. Nay là con bao nhiêu tuổi nhỉ? Chú lại quên mất rồi. Con 13 tuổi, đang học lớp 7. 13 tuổi đang học lớp 7. Ừ. À, con đến kỳ đi viện để tiếp máu chưa con? Dạ rồi ạ, nhưng mà dạo này bệnh viện đã hết máu. À, tức là cái nguồn máu các bạn ạ, giống như bạn Huyên, bé Chi thì nếu so sánh một chút với bạn Huyên các bạn nhé, thì hai bạn cũng chạc chạc tuổi thôi. Tuy nhiên thì Chi vẫn theo học. Huyên thì bệnh nặng hơn, thế nên là cũng dừng cái việc học rồi. Chú cũng, nếu mà con xem kênh của chú ấy, chú cũng đã có một bạn mà chú Pháo cũng giúp con ạ, chị ạ. Bạn bé tên là Huyên. Đấy, bạn ấy cũng bệnh y hệt con. Tháng nào cũng đi truyền máu. Tuy nhiên bạn ấy bị tiểu đường nữa, nhiều bệnh lắm. Nặng hơn con rất rất nhiều. Như vậy là con có biết nấu ăn không? Ở với bà thì nấu bằng gì? Bằng ý anh chú là bếp củi hay là cắm nồi cơm điện? Có lúc thì nấu bếp củi, có lúc thì cắm nồi cơm điện chú. Ừ. Rồi. Ừ. Đây là căn nhà của bà nội của Chi các bạn. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, gia đình của bé bán mảnh đất bên cạnh và có cả nhà cũ. Và như anh Thủy anh nói là gia đình đang sửa sang, vay và được bạn bè giúp đỡ anh làm một ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn để ở các bạn ạ. Đó. Anh em mình ngồi uống nước một tí. Đan này cũng... Chào ạ, cảm ơn anh. Trên phần thịt em mời. Vâng, mời. Có mời bà. Bà ơi, bà ra đây ngồi uống nước. Ừ. Tốm đấy về là 9 giờ lên xe thì xuống đấy. Em xem đi. Tầm một đây. Hai bộ tô cho em. 4 giờ sáng. Về cái sức khỏe của bạn Ân này là tháng nào cũng xuống viện Nhi Trung ương để kiểm tra. Vâng. Tháng nào cũng đi kiểm tra và lấy thuốc. Ừ. À, hiện tại là bạn đang dùng những cái thuốc gì ạ? Thứ nhất là đang dùng cái tên thuốc mình cũng tiếng nước ngoài mình cũng không biết đọc. Tức là vẫn dùng hóa chất, thuộc dạng hóa chất khô. Và vitamin E để bôi mô, bôi cái môi cho nó đỡ khô, môi và chân tay đỡ phải
bị bông chóc khô, bông chóc cái da da của nó ấy. Như vậy là bé đi học nhá. Dạ. Bé có đi học không? Hiện tại sức khỏe của cháu đang yếu, với lại đang trong thời đoạn điều thời gian điều trị ấy, theo dõi thì mình cũng chưa dám cho cháu đến trường. Nhưng mà bây giờ cũng dạy bé những cái ví dụ như là chị đang cho xem đây là đây. Những chữ cái nhận biết đấy đúng không? Em xếp gọn vào cho mẹ nhá. Rồi, xếp vào. Rồi các bạn, hôm nay mình đến thăm và nhắc lại một chút về cái trường hợp mà của bé Ân và bé Chi. Anh Thủy là một người Nùng các bạn ạ, em chào chị. Và sinh thì lấy vợ, sinh cháu các bạn. Bé Chi là gái cả. Tuy nhiên thì bạn cũng không may các bạn, gia đình thì mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Bé thứ hai thì cách bé Ân là cái bé Chi là bao nhiêu tuổi, bé Ân là bao nhiêu tuổi nhỉ? 10 tuổi. 10 tuổi. 12 đúng không? 10 tuổi. Đấy. Thì hai bạn nhỏ đều bị cái bệnh căn bệnh hiểm nghèo hết các bạn ạ. Và hàng tháng thì các bé đều đi bệnh viện cả. Ví dụ bé Chi hiện tại bây giờ là hàng tháng cũng giống như bé Huyền ấy, đi truyền một đơn vị máu. Ba đơn vị một tháng. Vâng. Quá nhiều vậy các bạn. Ba đơn vị thì tương đương với 1,5 lít ấy. Vâng chứ. Vâng. Bao nhiêu đấy ạ? Vâng, để tôi lấy. Chưa đến 1 lít ạ. Bởi vì một đơn vị của nó là 250. Vâng. Thế đơn vị nhỏ. Vâng. Nhóm gì ở này? Nhóm B. Nhóm B. Vâng. Còn bé Ân thì hàng tháng vẫn phải xuống viện Nhi Trung ương. Vâng. Đi, vậy chi phí nếu mà chữa bệnh thôi thì là một tháng là bao nhiêu anh? Như chị lớn bây giờ chị khác tự đây. Mình làm thủ tục nhập viện cho cháu rồi. Thì cháu lên viện trong vòng khoảng độ 1 tuần thì ăn tiết kiệm thì cũng phải 1,5 triệu một tháng. Vâng, và tiền thứ nhất là tiền mình mua đồ ăn vặt sinh hoạt, chứ không phải là lên đấy nó còn nhiều thứ phải chi tiêu nên cũng phải 1,5 triệu một tháng. Một bạn và lớn là 1,5 triệu. Vâng. Còn chưa đấy là chưa tính tiền học ấy đúng không? Vâng, chưa không tính. Rồi bình tĩnh nha, mình sẽ bóc tách từ người nha các bạn nhé. Và Thảo sẽ kết nối trường hợp của bé Chi và bé Ân lên kênh nữa, nhờ quý các nhà hảo tâm giúp đỡ về lâu dài nữa các bạn ạ. Thế còn bé Ân thì chúng ta sẽ di chuyển từ mình là xã gì anh nhỉ? Mình từ xã Ngọc Linh. Ngọc Linh, vâng. Vị Xuyên xuống với Hà Nội. Vâng. Thì anh đi xe như nào và cái chi tiêu như nào? Như hàng tháng mình đi là ban đêm mình toàn đi xe đêm. Chín giờ ba mươi mình xuất phát từ Vị Xuyên đi. Mà từ nhà ra Vị Xuyên thì trẻ con đi đêm thì mình bình thường là có hôm trời nắng ráo thì mình đi xe máy ra được. Vâng, thì có hôm mà trời mưa thì mình không muốn cháu sức đề kháng của cháu nó còn yếu thì mình lại thuê taxi đi. Thì từ đây ra Vị Xuyên là 100.000. Và tiền xe từ Vị Xuyên xuống đến đấy Hà Nội đến bến Mỹ Đình là 550.000 đấy này. Và 100.000 từ 100.000 taxi từ bến Mỹ Đình và đến bệnh viện Nhi Trung ương là 100 đấy. Đó là tiền bắt buộc phải chi. Vâng, là đi đường. Vâng. Còn ăn uống nữa chứ? Ăn uống thì buổi sáng với cháu với cả dạy cả nhà ăn thì khoảng độ 80.000. Vâng. Vậy cái nữa đó chính là những cái chi phí ở trong bệnh viện, những cái thuốc mà có những được chi trả, bệnh bảo hiểm chi trả thì là mình đã được chi trả đúng không? Không, thuốc đấy là mình mua ở ngoài. Thuốc đấy là mình phải mua ở nhà thuốc Long Châu. Rồi. Như vậy là của bé Ân thì một tháng trung bình là bao nhiêu? Bây giờ như đi xuống Hà Nội nhân cái chi phí lúc nãy mình kể và bây giờ nhập viện là tạm ứng viện 1 triệu nữa. Tạm ứng viện 1 triệu. Vâng, để làm để khám chữa. Khám. Và khi làm xong tất cả các thủ tục đấy thì ra mua thuốc ở Long Châu thì là 1,55 triệu nữa. Vâng. Vậy là 2,5 triệu so với tiền đi đường và tiền ăn nữa. Vâng. Bố tức là anh Thủy sẽ chăm bé Chi.
Còn mẹ sẽ đưa bé Ân đi thường xuyên đúng không? À, không, mình là cả hai vợ chồng mình đưa bé nó còn nhỏ, các mẹ trên đường phải sợ cháu nó say xe à. Thì mình vẫn cả bố cả mẹ đi. Cả bố cả mẹ đi. Vâng, còn bé Chi thì bây giờ cháu nó cũng nói về để mà tự lo cho bản thân thì cháu cũng đã tự túc lo cho bản thân được rồi, thì hàng tháng đi viện thì chỉ gửi cháu ở có một số người bệnh ở quen ở trên đấy thì gửi nhờ ở trên đấy. À, tức là bạn ấy có thể tự di chuyển từ Vị Xuyên lên thành phố? Không, mình bố là người đưa đi và tự gửi. Vâng, lên viện là tự túc, là gửi người quen cũng như là người nhà người bệnh ở đấy. Đừng vứt đi ra kia. Em hiểu rồi. Để đấy. Vậy là chi phí xuống Hà Nội là như vậy, anh cộng vào là em thấy là gần 4 triệu rồi. Vâng. Đây là đi đường với mua thuốc rồi đấy. Còn ăn nữa thì sao? Không, bởi vì mình đi xuống khám ở dưới đấy chỉ có một ngày thôi. À. Ăn bánh mì. Ví dụ đang đi này, nửa đêm xe dừng ăn đêm thì mình xuống tạm mua mấy cái bánh mì ăn tạm. Đến sáng. À rồi. Thì ngày trước thì mình có thể mình lỡ chuyến xe thì mình thành 2 ngày ở đấy. Nhưng bây giờ thì mình chủ động hơn chút là mình đến đăng ký xếp hàng, đăng ký khám sớm hơn. Thì mọi thủ tục kết quả người ta trả sớm hơn, mình có thể xin về trong buổi chiều được hoặc là tối nay luôn được. Ừ. Vậy tháng nào cũng đi. Vâng. Đi kiểm tra và sử dụng thuốc. Vâng. Thuốc này lại không có trong danh mục bảo hiểm mà. Ờ, thuốc đấy không có trong danh mục bảo hiểm. Càng quá nhỉ. Như vậy thì nguồn thu của anh ở đâu mà nhiều thế? Những ngày rảnh rỗi, những ngày không phải cháu không phải ở viện ấy. Dạ. Thì mình đi làm thuê, mà mình làm thợ xây. Bây giờ vào mùa này thì công cán nó cũng được khoảng độ 300 đến 350 một ngày. Nên là mình cố gắng. Trừ những hôm mà ốm đau hay gì đấy thì mình cũng không biết trước được. Làm full đi chăng nữa, 300 nghìn. Tầm hơn 10 triệu. Tầm 11 làm full triệu. Là 30 công, 33 là 9 rồi chứ. Vâng, 9 với cả 50 ngàn nữa, 1 triệu rưỡi nữa thì thành 10 triệu rưỡi. Nhưng mà cùng lắm anh làm full được 25 công là cùng. Làm thợ xây thì nó thì phụ thuộc vào thời tiết nữa anh. Phụ thuộc vào thời tiết mưa. Và xem cũng có thể là có tháng nó vẫn làm đến khoảng độ 28 thôi. 29 công vẫn được. Thế thì khó khăn quá nhỉ, thì còn làm nhà nữa. Thì là những cái ngày mà người ta hết vật liệu của công trình thì mình lại quay về, mình lại túc tác làm của mình. Dạ dạ dạ. Vậy thì các bạn là qua cái câu chuyện thì các bạn có thể hình dung hơn nhiều hơn là cái cuộc sống của anh Thủy trong cái thời điểm hiện tại. Bé lớn và bé nhỏ đều có cái bệnh hiểm nghèo và đi chữa các bạn ạ. Vậy là áp lực tài chính rất lớn đấy. Vậy em cộng sơ sơ vào là lúc nãy là 4 triệu rưỡi rồi đúng không? 4 triệu rưỡi rồi với 2 triệu rồi của bạn anh Chi nữa đi. 6 triệu rưỡi, 7 triệu một tháng rồi, còn tiền ăn tiền học nữa. Thế thì chỗ số của anh đi kiếm là hết. Cái gạo đâu mà ăn hàng ngày? Thì mình ở nông thôn thì mình vẫn còn vẫn làm ruộng được. Vẫn làm ruộng được. À, nuôi được con vịt con gà làm vườn. Vâng. À, rồi, 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 em hiểu. Vậy cũng giống y như Hồng rồi các bạn. Trong những bạn mà mình đang giúp, mẹ bé Huyền này các bạn. Các cậu và bố mẹ giúp rất là nhiều và các tổ chức khác. Đây như năm ngoái một năm đi xuống Hà Nội điều trị cho bé Ân thì ở nhà thì bà với thím với mọi người là hộ cấy. À đấy, hộ cấy về nhà bây giờ mới có cái mới có thóc. Nhưng hôm nọ các anh vào đầu tiên ấy bảo còn có mấy bao thóc đấy là bà với lại mọi người hộ làm. À rồi rồi rồi. Như năm ngoái đầu năm ấy thì nhớ ra là mình vay về để làm kinh tế. Vay ngân hàng làm kinh tế. Dạ. Mình có vay nguồn nước sạch và ngân hàng chính sách. Dạ dạ. Là hai khoản này là 120 triệu. Là nhưng mà lúc đấy về đến nhà thì con ốm nặng thì thôi mình lại sử dụng đồng tiền đấy để điều trị cho con trước. À. Bây giờ thì mình cứ vừa đi làm ở ngoài, vừa kiếm tiền để lo cho các con đi viện và trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Ồ. Cho nên là mấy trăm triệu là càng ấy chứ. Vâng. Cho nên không được phép ốm. Thế vậy như vậy là chị như mà vợ anh ấy về là với cộng đồng mình là công việc cấy hái hả anh?
Bây giờ cháu nó còn đang yếu này, thì bây giờ vẫn đang ở nhà chăm. Trông à? Vâng, trông chăm từng tí từng ly một luôn. À. Giờ uống thuốc, giờ ăn sáng, ăn kiêng. Nào uống thuốc là phải ăn kiêng này, và đến giờ nào uống thuốc này. Và uống sữa thì không cho nó không được uống nhiều sữa này, một ngày chỉ được phép uống 2 lần sữa. À, còn có mức cữ hết. Vâng. Và vừa xong rồi anh Thủy có cái tâm sự rằng là bé Ân hiện tại là không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời các bạn, vì bé đang dùng một cái thuốc gọi là như anh gọi là hóa chất khô các bạn. À, tiếng dân gian là vậy. Hóa chất khô tức là sử dụng như nào, bôi hay là uống tức là viên thuốc. Ngoài bếp các bạn là Chi đang nấu ăn, nói chuyện với anh Thủy một chút, như vậy chúng ta nắm được cái chi tiêu hàng ngày và những nguồn thu nhập của anh. Như vậy là một mình anh lo rất là nhiều thứ các bạn. Chi có mơ ước sau này con làm học làm nghề gì không con? Làm cô giáo. Con muốn dạy lứa tuổi nào? Học sinh cấp 1. Sao lại hay vậy? Con lại thích dạy học sinh cấp 1. Tại vì con thấy ở cái lứa tuổi ấy kiểu nó dễ bảo, với cả là tiếp thu nhanh, với cả là tầm đấy là cái nó phát triển trí thông minh. Tức là Chi đã có cái nhận thức là sẽ học tốt và làm cô giáo dạy tiểu học. Mơ ước của bé. Anh là cũng dán đậu được thế đấy như thế nhỉ? Hả? Chưa đủ lửa đúng không? Hay là chú ở đây áp lực quá mình thành nát mất rồi? Hả? Có chú ở đây, chú áp pháo ở đây thành là áp lực quá nhỉ. Thành ra là mọi khi là cháu rán là tốt hơn đúng không? Rất giỏi luôn, rửa bát, nấu cơm. Chị ơi ăn cơm đi. Thôi đến cũng đến bữa cũng muộn rồi, mời hai em ở lại ăn cơm với gia đình. Anh cũng sắp mâm ra đây rồi, ăn cơm với gia đình, ăn tạm bữa cơm. Đúng anh Thứ, anh ăn cơm với gia đình đi. Sau nữa thì em với anh Dư còn nhiều cơ hội. Nhưng mà gia đình nấu cơm ra đây rồi thì ngồi xuống ăn với gia đình luôn. Dạ dạ. Và cũng muộn rồi mà. Vâng. Đúng rồi, mời các bạn ăn bữa cơm cùng gia đình anh Thủy ngày nay các bạn. Chúng ta biết thêm cái cuộc sống của anh khi ở lại nhà bà. Thứ nữa là trong tương lai tới thì A Pháo hy vọng là sẽ được dự cái bữa cơm tân gia của gia đình khi anh hoàn thành cái nhà. Anh ơi, ta tiến hành ăn cơm xong các cháu đói ạ. Vâng. Dạ. Khi ăn được mấy bát con? Chắc cũng nửa bát. Nửa lưng bát à? Rồi các bạn ăn bữa cơm hàng ngày của gia đình anh Thủy đây các bạn. Kính mời quý vị các bạn ăn bữa cơm cùng gia đình. Hôm qua bố điện lên là chưa có máu nên mình cứ đợi sang tuần ấy. Cô bảo có máu thì mình lên. Mình truyền như vậy là có mất tiền không anh? Tiền chi phí mình ăn uống trên đấy. Mất chi phí ăn uống rồi đúng không? Trước đây là mình vẫn phải mua kim. Kim luôn à? Bây giờ còn phải mua kim nhỉ không? Vẫn phải mua kim. Vậy phải lượng sơ kim mới. Nếu như mà cháu truyền máu mà muộn hơn thì cháu có thấy mệt không Chi? Mệt không chú? Hoa mắt trong mặt không? Có, đi mới hoa mắt chú. Đi hoa mắt trong mặt thì huyện thiếu máu đúng không? Như trong y học hiện đại của em nói như vậy là cái hemoglobin ấy là bệnh là của bạn ấy. Không phải, hemo là một dạng khác, là một dạng cũng là thuộc dạng thiếu máu, nhưng mà hemo là khác. Của bé là kết luận là bệnh gì ạ? Là thalassemia. Thalassemia. Thalassemia, đúng rồi, thalassemia. Hemo nó là thuộc dạng máu không đông. Đúng rồi, em nhớ nhầm đấy.
chính xác rồi, thalassemia. Thì là như vậy là gọi là trùng gen ấy. Anh với chị là trong cái gen này gọi là trùng gen. Vâng. Nhưng mà xét cho cùng nó gọi, người ta gọi là hôn nhân cận huyết nếu như mà trước kia người ta nói vậy. Nhưng mà thực tế thì chắc không phải đúng không? Thực tế thì không, bởi vì mình với nhà vợ mình là không anh em, không liên quan gì đâu. Hai dân tộc, đúng không? Hai dân tộc nữa. Những cái chiếu mà giải giữa nhà như này là mình ngủ ở đây anh? Vâng. Ồ, trong phòng kia là cũng có người nằm? Không, trong phòng đấy là chỗ học của trẻ con, tách riêng cho một chút. À, tức là hàng ngày là cũng nằm như vậy? Vâng. Thế bà cụ là giường ạ? Vâng. Vâng. À. Rồi các bạn ngày nay thì đến thăm gia đình anh Thủy nữa thì Pháo có một cái phần quà cho gia đình, giúp gia đình một chút. Anh Thủy ạ, tức là cũng lâu lâu rồi, nay thì em qua. À, nữa là cũng thương cảm cái tâm sự mà mọi thứ người ta gọi là nhìn lên thì có thể là mình còn thiếu sót rất là nhiều anh. Tức là về kinh tế và những cái kém may mắn đến với gia đình của mình. Thì nay thì em và Pháo em đến thăm gia đình và có cái chút phần quà cho cháu Chi và cháu Ân. Nó cũng rất là nhỏ thôi, là một cái phần động viên từ cái quỹ của kênh Giang Áo Pháo mà từ các nhà hảo tâm gửi gắm đến Áo Pháo các bạn ạ. Đấy, hy vọng là trong nay mai chúng ta sẽ đến thăm lại với cái ngôi nhà khang trang của anh Thủy và bé nữa. Xong mấy lâu nữa thì con sẽ tổng kết năm học. Dạ, 27 tháng 5 ạ. 27 tháng 5. Hy vọng là sau này chú sẽ được diện kiến cô giáo Chi nhá. Một cái lời hứa mà mọi thứ nữa. Và ngày nay số tiền em giúp anh là 2.3 triệu anh ạ. Và trong quỹ anh cầm của em ấy, trong quỹ của kênh Giá A Pháo. Và ngày nay thì A Pháo xin dùng cái số tiền của bạn tên là Thảo Luciana đã gửi cho về cũng lâu lâu rồi, nay A Pháo xin trao cho gia đình. Một trong những trường hợp mà thiếu máu huyết tán và bé thì ung thư các bạn ạ. Thế cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn giúp đỡ gia đình mình, với lại cảm ơn kênh của Giang và đã kết nối giúp đỡ gia đình mình cũng cho là có quà để, tuy là đường xá rất là xa xôi nhưng mà Giang Pháo rất nhiệt tình đến tận nơi trao phần quà của bạn nào đấy mình cũng không bạn Thảo. Bạn Thảo. À, bạn Thảo. Vâng. Cho mình gửi lời cảm ơn rất nhiều và chúc sức khỏe tất cả mọi người và bạn ấy luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. À. Con cũng chào bà nhé bà nhé. Con cũng xin chia buồn với gia đình. Thì em trai của anh Thủy cũng vừa mất các bạn ạ. Thế là như vừa tâm sự với anh Thủy là anh ấy mất ở trong cái trường hợp bệnh cũng khá là nặng đúng không ạ? Liên quan đến máu bị nhiễm trì đúng không? Và thôi bữa cơm gia đình mình ăn nhé. Còn xin phép bữa sau nữa thì lại nhà ăn bữa cơm nhà mới với anh Thủy. Đó, cảm ơn anh. Cảm ơn các cháu nhé. Dạ. Xin chào ạ. Chúc cháu học tỏi nhé. Năm nay lớp mấy cháu nhỉ? Em mai chào chị đây. Bạn Ân nhá, cố gắng hành trang hàng tháng xuống
Hà Nội. Sức khỏe tốt nhá. Pháo xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn khán giả. Và cảm ơn bạn Dư. Cảm ơn anh đã đến chia sẻ những cái khó khăn cùng với gia đình của anh Thủy. Cảm ơn các khán giả của kênh Giá Pháo đã có những tấm lòng hảo tâm tốt để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và đây là những cái động lực rất là lớn. Nó tuy là nhỏ so với cả những người bình thường, nhưng mà với những gia đình và những hoàn cảnh khó khăn thì đấy là một cái tình cảm rất là lớn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Dư.